Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Lý do thất bại của team Ionis ở giải mùa đông năm 2018 là vì sự chưa ổn định của đội hình, liên tục thay đổi xuyên suốt mùa giải cũng như là luyện tập cũng chưa được khắc khe. Để cải thiện các điểm yếu thì đầu tiên còn phải chốt đội hình và đưa ra nhiều lịch tập luyện để training với lại các team nước ngoài nhiều hơn. Mùa giải vừa rồi Ionis khá là thọt ở vị trí support, thì mục tiêu của Ionis là bồi đắp thêm về vị trí support cho team cũng như là về chiến thuật. Ionis có bổ sung thành viên mới là Turtle, đây là một người đi rừng khá là đa dạng và khả năng dẫn dắt team và khả năng hoạt động một mình sẽ giúp ích nhiều về chiến thuật của Ionis. Lý do em chọn về Ionis thay vì là về ITB cùng với Score và Nofia là vì ở Ionis có đồng năm Luxy, có rất nhiều tham vọng cho chức vô địch của mùa xuân năm nay. Nhận xét về các đội tuyển cũ, phải nói về Flash và Swing Quantum, đây là hai team hầu như là họ giữ nguyên bộ khung của mình ở mùa giải trước, họ sẽ là các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Hai đội tuyển mới, đầu tiên nói về IGV, mặc dù là một đội tuyển mới nhưng họ tụ họp được khá là nhiều người có tiếng trong đấu trường danh vọng. Mình nghĩ là đây sẽ không phải là một đội tuyển yếu ở mùa giải sắp tới. Còn nói về Fast TV thì với sự hiện diện của Locken thì mình nghĩ sẽ có một cuộc so tài khá là gay cấn giữa Đấng IM và Locken. Nếu mà có một cuộc chiến giữa Đấng IM và Locken thì mình tự tin sẽ bóp nát Locken cũng như là Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. Đối thủ mà tụi mình đặt mục tiêu phải vượt qua không ai khác chính là team Flash. Khi đối đầu với team Flash, do sự thiếu hụt lane support nên là tụi mình mất lợi thế đầu game và snowball trận đấu. Tụi mình chỉ cần ngang hoặc bằng họ, không nên mất quá nhiều lợi thế giai đoạn ban đầu, thì về late game, mid game, tụi mình sẽ là người chiếm thế chủ động. Hiện nay thì trên mạng có nhiều lời bình đó là Ionis là một team chỉ tập hợp gồm những ngôi sao và thiếu sự gắn kết, khó đem lại thành tích gì cho team. Thì theo mình thì bất cứ team nào họ đều muốn đem những ngôi sao về cho mình cả. Còn việc những ngôi sao có đem lại thành tích hay không, các bạn cứ chờ mùa giải này mà xem. Đến với đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019, đầm năm chỉ có một câu nhắn nhủ với các đội tuyển khác rằng: Hòa My ơi, hãy ghé đi khi còn có thể. Level up yourself. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.